Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Đó, giờ zombie nó lộng hành ghê chưa? Nó bắt block, nó trèo vô nút định úp sọt bên trong cái nhà cũ mà. Láo thiệt. Này thì láo tét. Đó. Mình đang hạn chế tối đa cái việc mà ở nhà ha. Khổ ghê luôn, giờ có nhà mà lâu lâu mới được, mới dám về. Mình sẽ tạm thời. Ui, đó, nữa nè. Đây. Nhà mình mà cứ lâu lâu nó chui ra như vậy. Thánh thần ơi. Ui, nó tìm vô tới rồi. Không biết mấy chân làng ở trong có ổn không nữa. Ui, cơ. Ui hên nha, mấy dân làng này xém nữa là đi rồi nè. Tình hình như vậy thì không ổn thế nào cả. Rồi bác này sợ quá, úp mặt vô tường núp luôn. Ừ, vô trong góc tường mà núp đi nha. Quá đáng thiệt sự luôn, có cần phải đột nhập như bất hợp pháp như vậy không? Và để giải quyết cái vấn đề này thì hôm nay mình sẽ chế tạo ra những cái anh người sắt mới. Có cái lượng máu trâu hơn nè, sức tấn công cũng dữ dằn hơn, để bảo vệ những mấy dân làng ở bên trong nếu như mà mình không có nhà. Chứ bây giờ mình đi khám phá thì ở nhà đâu có ai bảo vệ mấy mấy dân làng đâu. Và để làm được những cái thứ đó thì đầu tiên mình cần phải đi săn mực cái đó. Nè nè, thấy chưa, trong phòng trưng bài giáp của mình cũng có quái nữa nè. Nó cầm bơm nữa chứ, không thể giữ mặt được. Thôi giờ thì đi săn mực nào. Ừ, để coi công thức cái đã. Người sắt thì phải có, cần có cái đầu bí ngô nè. Ngoài ra thì mình cần phải có thêm giấy, lông gà, redstone và túi mực ha. Đó là những thứ mình cần. Rồi bây giờ thì đi săn mực trước, rồi sau đó mới tới đi săn gà. À đây rồi, mực thì dễ rồi ha. Chỉ có gà thì hơi khó tìm thôi, lâu lâu mới gặp. Coi bộ bây giờ kiếm gà hơi khó ấy. Mình đã bay gần gần khu vực mình ở, hầu như là không thấy gà nha. Căng rồi. Ừ, lên núi coi, nhiều khi trên núi lại có. Lúc trước tìm cù, bò các thứ cũng vậy. Tìm với đồng bằng không có mà lên núi có ha. Thử gà coi có không. Trên núi cũng không có gà luôn, heo nữa nè. Gà, đây rồi, có gà rồi. Yes, nguyên một đàn gà luôn. Đây rồi, lông đây rồi. Mình cần nhiều lông lắm nên bắt buộc phải farm gà thôi. Ôi, Reaper. Nó đâu ra trên trời rớt xuống vậy? Trời. Con này nó làm liều vậy? Né đi cụ. Nó sắp nổ rồi kìa cụ. Ủa? Nó bắn tim hả? Trời đất ơi, Reaper này ghê thiệt. Để mình lấy cọng lông gà đó. Không lấy được lông gà luôn. Trời à. Muốn farm lông gà thôi à, mà bị Reaper nó úp sọt từ trên trời xuống, sao mà đỡ nổi. Ở đây nó có một cái khu gì nhìn đẹp ấy. À, hình như đây là sự kết hợp giữa khu quân sự và một cái nhà bán đồ của bọn zombie cầm vũ khí nè. Ây da. Trời, sao nó bắn đào thế. Wow. Nó bắn đau chưa cơ? Đó, nó cầm khẩu M4 xịn giống như mình nè, mà nó bắn gác chưa? Cực kỳ thốn luôn á. Một mình chống chọi sao không nổi á. Láo tét hả? Ghê thiệt chứ. Nó còn cưỡi. Nó còn đội Reaper lên đầu nó đi tấn công mình nữa. Mấy con này ghê thiệt. Không ổn rồi, cho nó nếm mùi lợi hại mới được. Ăn gốc két đi. Rồi đi xuống dưới thôi, mình tiêu diệt gần hết thôi. Wow, khu quân sự nè. Đây là khu quân sự mini sao á. Có rương bự luôn. Băng đạn xịn. Ủa nhưng mà băng đạn cái này là của súng lục. Ủa, nó tràn vô nữa. Súng lục quá mà. Sắc redstone các thứ á. Ông xịn lắm. Trong đây có cái hộp gì nè. Repair bench.
À cái này công dụng của nó là mình sẽ sửa giáp ha. Hay cái này hay, lượm luôn. Ôi ôi ôi. Nó đang ra sức bảo vệ khu vực nó ở kìa. Nhưng mà không bé ơi, anh đã xâm chiếm thì các em chỉ còn cái nịt thôi. Băng đạn xuống trường nè, được được được. Mình lấy để dành mình bắn cũng được ha. Tại vì khẩu 14 mình đang xài băng đạn xuống trường á. Wow, có khá là nhiều những cái lọ kiểu như là anti RAD ha. Hình như cái đó là chất phóng xạ hay sao á. Kiểu mình chống chất phóng xạ hay sao ấy. Hợp lý hợp lý. Còn rất là nhiều khối sắt luôn nè. Để mình lấy hết sắt luôn ha. Bỏ ổ. Rồi. Các em chỉ còn cái nịt thôi mấy em zombie à. Này này thì láo đấy. Láo đấy. Láo hả? Cho nó ăn thêm gốc két nữa. Không thể chấp nhận được. Mình chỉ hỏi thăm sức khỏe nhẹ thôi mà nó nỡ lòng nào mà nó bắn mình như vậy đó. Này thì láo nháo nè. Rồi, trở lại với công việc đi săn gà tiếp nè. Nãy giờ ngoài cái đàn gà mình gặp trên vách núi ra thì tới bây giờ mình chưa gặp thêm đàn gà nào nữa. Gà bây giờ có cần phải hiếm như vậy không? Cái chuồng gà. Ở đây đây đây, gà đây gà đây. Đấy rồi. Có thêm lông nè. Yeah, 5 lông rồi. Gắn thêm xíu lông nữa đi. Giờ trời tối rồi ta, về nhà hơi sợ nha. Hơi căng, hơi căng. Để bây giờ mình tranh thủ trên này thì mình chế tạo trước cái golem spell đi. Ồ, mình còn thiếu giấy hả? Ồ, no, no, giờ thì đi lấy mía nữa. Quên mất, mình còn đâu còn mía đâu. Mỗi lần muốn cần mía thì phải qua bên đầm lầy để hái nè. Biết gì hổm, mình trồng ít mía để dành là được rồi. Ở đây, 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 mía đây, mía đây. Về nhà giờ chế tạo thôi. Lẹ lẹ nè, không thôi zombie nó tràn vô nữa là mệt. Bạn chế tạo trên này bị hôm qua bắn bể rồi. Làm dưới này cũng được. Rồi đầu tiên là cần phải có giấy. Redstone. Lông gà, mực. Là được những cái golem spell ha. Rồi mấy cái dư mình cất lại đi. Tạm thời cho vô cái rương này. Và kế tiếp đến thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái block để làm người sắt. Mình sẽ làm người sắt ngọc lục bảo là một người sắt ngọc lục bảo nè. Một vài người sắt bằng kim cương. Cho nó xịn. Người sắt làm bằng sắt thì nhiều khi nó hơi yếu. Nên mình sẽ chơi hẳn người sắt bằng kim cương luôn ha. Nhưng mà nó hơi tốn á nha. Đây hai người sắt kim cương, một người sắt ngọc lục bảo. Còn người sắt gì không ta? Mình có nhiều than nè. Ừ, chơi thêm người sắt than nữa. Đen thui thui lùi luôn. Đây khói than. Mình sẽ làm cỡ 12 khói ha. 12 khói là được 3 anh người sắt đó. Tại vì trung bình 4 khói cho một anh người sắt mà. Rồi trước mắt là vậy đi. Ok. Kiểm tra lại quân số của những bé chân làng coi. 1 2 3 Ủa? Ủa người bé chân làng đận đâu rồi? Ở đây 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 4 5 Ok ok 5 bác. 5 bác dần ổn dần ổn. Rồi giờ thì làm những cái golem head nè. 10 cái. Làm ra người sắt liền, làm ra người sắt liền. Lẹ 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 lẹ. Người sắt kim cương. Thử coi. Đó. Người sắt kim cương. Hãy bảo vệ dân làng nha. Tôi rất là cần anh luôn đó. Dân làng sống hay chết là phụ thuộc vào sự nỗ lực của anh đấy. Rồi giờ tới. Ồ, thêm một người sắt kim cương nữa đi. Thêm một anh người sắt kim cương cho xịn. Tiếp theo là anh người sắt ngọc lục bảo. Đây. Boom. Đấy, người sắt ngọc lục bảo thì sẽ yếu hơn người sắt kim cương cỡ 30 máu á. Cũng không quá đáng kể đâu, nhưng mà nói chung là cũng rất là trâu rồi. Giờ tới người sắt làm bằng than nè, cái này thì hơi lạ. Rồi, thử luôn. Ủa? Ồ. Anh này yếu máu à. Anh này chắc dùm bay chạm vô đục đánh mấy cái anh xỉu rồi. Ui giời ơi. Thôi chắc làm thêm người sắt bình thường đi. Kệ không sao. Người sắt bình thường cũng được. Đó. Người sắt bình thường thì chỉ có 100 máu thôi. Nhưng mà làm ra ảnh thì khá là rẻ ha. Nên làm nhiều nhiều xíu. Các bạn cũng có khuyên mình đó là nên hạn chế dùng mấy cái. Ôi giời. Cái gì nổ vậy? Ôi Ripper đánh bom. Oh my god. Ghê quá à.
Nó tràn vô đường nào ấy? À, nó đào dưới lòng đất lên hả? Vậy thì không đỡ được rồi. Các bạn có khuyên mình là nên hạn chế dùng những cái sentry, tại vì thỉnh thoảng nó có thể lạc đạn và bắn chết dân làng á. Mình thấy cái này cũng khá là đúng á, nên chắc mình sẽ giảm bớt sentry lại đây. Kìa, bắn chết anh người sắt luôn mà. Ôi, trời đất ơi, không kịp. Nó vô nó đánh bom xong nó cầm cúp nó đập bác dân làng liền kìa. Người sao mà đỡ kịp. Rồi thêm một anh người sắt ra đi nữa rồi. Ui, cái gì đó, mấy cái sentry này. Kìa, nó quay xe nó bắn người sắt luôn kìa. Đừng nào. Trời ơi, mấy cái sentry này. Bây giờ mình mới thấy sentry nó phản tác dụng rồi đó. Dẹp lẹ. Nó bắn người sát rồi, nó bắn nhân làng nữa. Đứa nè. Khốn kiếp thiệt. Dám đánh bom hả? Ủa chết rồi. Ủa bắn dân làng. Ủa sorry. Mình quên mình dùng cái súng hiện tại của mình bắn. Nó lan qua bắn dân làng. Bắn dân làng thăng thiên luôn rồi. Trời đất ơi. Lên tiếng đàn nè. Không ổn rồi. Kế hoạch bức tường khắc diệm thạch chắc phải triển khai liền thôi. Chứ bây giờ zombie nó lộng hành lắm rồi. Chuẩn bị tạm biệt căn cứ xinh đẹp của mình. Mình sẽ biến nó thành một căn cứ khắc diệm thạch. Thực sự ha, không còn những cái bức tường gỗ đẹp như vậy đâu. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Muốn an toàn thì phải chấp nhận là cái căn cứ không được đẹp ha. Mình sẽ sử dụng toàn bộ số hắc diệm thạch mà mình có, để mình có thể kiểu như là ốp hết cái bức tường ha. Mình cũng không muốn đâu, nhưng mà bắt buộc phải làm thôi. Nếu không làm thì không được. Mình sẽ bắt đầu từ đây trước. Đấy, mình sẽ đập ra để mình ốp vào bằng những cái hắc diệm thạch ha. Rồi, những con zombie nào ý định áp sát vô căn cứ của mình thì suy nghĩ lại đi ngang. Hắc diệm thạch đó, chứ không phải đá đâu. Muốn đào là hơi bị khó. Đừng có giỡn mạt. Ủa sao cục đá này cứng thế? What? Sao cục đá này cứng thế? Mới khoan mà khoan không bể luôn nè. Cục đá này bị gì rồi? Ok. Làm sao muốn trầm cảm luôn. Căn cứ gì mà nó tối thui à. Kiểu bây giờ mình bị sợ có hắc diệm thạch luôn ấy. Trời ơi, căn cứ đẹp đẽ ngày nào, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. 11 chắc mình chuyển sang mình làm thợ xây nhà bằng hắc diệm thạch luôn quá. Có thì còn cái sàn này mình chưa có kịp sửa lên đó. Mình lo mình làm cái căn cứ chính trước đã. Còn phía bên trong chỗ ở của dân làng thì mình cũng đã chỉnh lại luôn. Mình bắt đầu mình thay những cái hắc diệm thạch luôn ha. Kệ, không có xanh tốt cũng được, miễn sao dân làng an toàn là được rồi. Còn khúc này thì chưa có chỉnh xong nè. Trời ơi, riết ở dưới này toàn là đường hầm mà zombie nó đào không á, chứ phải mình đào đâu. Bên đây nữa nè. Còn hai cái anh này mình không hiểu sao lo nhìn nhau hồi như crush nhau hay sao rồi. Chả yêu em. Chả em ạ. Chả quan tâm đến em. Chả yêu em. Cái tươi nhờ. Không có lo mừng ăn, không bảo vệ dân làng. Hồi nãy mình thấy zombie nó đi ten lên đây. Muốn ăn thịt hai bác này nè. Mình phải lấy súng mình bắn á, chứ hai anh này là không chịu làm gì luôn. Ngồi yên cục nhìn nhau vậy đó. Hên là chưa bắn tim nhau là mình dời liền. Mình không cho ở đây luôn. Gì đâu làm việc, không lo làm việc, lo cờ rết nhau nữa chứ. Bó tay luôn. Và mình vẫn còn thỉnh thoảng nghe tiếng zombie nha. Không hiểu là nó spawn cái đường nào luôn á. Sợ thiệt. Rồi, và zombie nó ngày càng đột biến. Máu của nó cũng tăng đúng không? Mình cũng vậy, mình cũng muốn máu mình tăng lên. Nên hôm nay mình sẽ làm một bộ giáp để tăng cái lượng máu mình lên ha. Chứ không thể nào mình thua máu zombie được. Và bộ giáp đó thì mình cần phải làm từ những nguyên vật liệu khá là đắt đó nha. Trong đó có cả những cái carbon đó. Và để mình coi carbon mình còn cũng được một ít. Carbon là rồi titanium. Gì nữa không ta? Rồi chúng ta cùng nhau xem bộ giáp đó luôn ha. Bộ giáp đó được gọi là Power Armor thì phải.
Đúng rồi, Power Armor ha. Đây, một set hoàn chỉnh của nó thì mình sẽ cộng được khá là nhiều máu đó. Và mình nó cần phải có những cái miếng Power Armor Plating này nè. Đây. Mình cần phải có Carbon Blade kết hợp với những cái ốc dít bằng carbon luôn ha. Và một chút Titanium Ingot. Ok, Titanium Ingot. Để mình coi đâu ấy nhờ. Đây, Titanium đây. Rồi, khá là đắt đó nha. Thêm những cái chip nữa. Ok, chip ở đây có luôn, ốc dít thì có luôn. Rồi, đi làm những cái miếng đó thôi. Mình cần phải cho vô cái cục nào ta? À, cho vô cái máy khắc laser ha. Đây, nó nè. Đầu tiên là Titanium. Tiếp theo là những cái con chip. Cái tiếp đến là ốc dít. Và cuối cùng là miếng carbon. Đó, nó bắt đầu khắc ra những cái... Đó, bộ phận làm ra bộ giáp mới của chúng ta rồi kìa. Ui, cái quá trình khắc nhìn đẹp ghê á. Hai miếng rồi. Ồ, một lần vậy là được hai cái lần á. Vậy thì hay quá. Và một bộ giáp của nó thì cần 3 5 Ủa? 3, 6 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14. Mình cần có 14 cái như vậy ha. Ui, hết chip à. Lấy thêm chip thôi. Ồ, khá là tốn đó nha. Rồi, 14 cái thôi, vậy là làm thêm 2 lần nữa. Một lần. Rồi, lần này nữa là đủ. 2 lần xong, phiên đủ 14 miếng Power Armor Plating rồi. Giờ thì mình chỉ cần kết hợp với những cái con chip nữa thôi. Là đủ. Gì đấy, sao mình nghe tiếng zombie đâu đây vậy? Ui, thiệt. Nó lại chui từ dưới lòng đất lên. Đợi một xíu, ta sắp chế tạo giáp xong rồi. Các ngươi đợi đó. Nữa kìa. Nguyên một đàn luôn chứ không phải một con nữa. Không ổn rồi. Vậy là phải sớm lấy thêm hắc diệm thạch lót ở dưới sàn chỗ phòng trưng bày rồi. Gì mà đau thế. Trời, nó xương 250 máu chứ nhiêu. Bảo sao. Ê, ghê quá đi. Trong kia thì mình chưa nghe động tĩnh nhớ nên chắc cũng an toàn đó. Giờ thì mình lo làm cái giáp của mình trước nè. Thiệt cái tình á. Ôi, set này mình thấy có vẻ là nó khá là đẹp đó nha. Vừa đẹp mà vừa cộng thêm máu nó thì mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời ha. Rồi, còn chần chờ gì nữa. Lên đồ nào. Ồ. Ồ, luôn cái nón trong đây nó mất tiêu rồi. Ủa. À, như vậy cái nón treo trên cái giá treo đồ này nó không có hiển thị ha. Ra là vậy. Vậy là sắp tới mình phải thiết kế thêm một chỗ nữa rồi. Để mình treo set exoskeleton lên nữa. Còn giờ thì mình sẽ lên đồ cái set mới luôn á. Hồi hộp quá à. Nhìn có vẻ rất là đẹp luôn á. Lên thử nào. Nón trước đi. Đấy. Có ha. Cái mặt nạ chống độc luôn kìa. Đeo kính thì hơi bị ngầu. Rồi ôi, cái áo nữa. Uầy. Chưa gì là cộng 2 trái tim rồi kìa. Tới cái quần. Và thêm cái ổng nữa. Úi. Cái gì? Vậy là nó cộng được có 3 trái tim à. Trời ơi. Tưởng đâu cộng nhiều lắm. Ai về cộng được có 3 trái tim chứ nhiêu. Mẹn đét ơi. Nhưng mà không sao, mình còn cái khiên. Ý. Có thêm cái khiên Kraken nữa. Là mình sẽ cộng được tới 21 trái tim tổng cộng rồi. Ủa, 11 trái tim tổng cộng rồi. Là bây giờ mình có 21 trái tim rồi đó. Quá là đã luôn. Giờ bay trâu thì mình cũng trâu vậy. Có điều mặc cái set này thì mình sẽ không có nhanh cho lắm á. Mình di chuyển nó cũng như bình thường thôi. Nó cũng không tăng lực là mấy. Rồi, nhưng mà đánh đồ lại trâu hơn thì cũng ok luôn. Vậy đi. Chứ bây giờ giơm bay trâu mà mình yếu là không có được. Gì đây. Nó định đập máy bay mình. Anh thằng à. Con này ăn gan hầm mật gấu hả? Máy bay người ta máy bay hàng nặng á. Xịn ấy. Đụng vô chạy phát rồi ha. Tới công chuyện liền. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi.
đâu có được. Ui, mà công nhận cua khôn thiệt luôn á, gình gình vô nhà mình ở luôn kìa. Cơ hội vậy bé cua. Nhà thấy nhà mình được quá, cái chui vô ở liền. Mình xây cái nhà đàng hoàng bên kia thì không chịu ở. Định đổi nhà với mình hay sao bé cua này. Hình như anh chiều quá, em hư đúng không? Nhưng mà không sao, miễn em thích là được. Rồi giờ thì vô thăm mấy bác dân làng coi, nãy giờ coi tình hình sống của mấy bác ấy như thế nào à. Lâu lâu là mình phải kiểm tra quân số lại. 1 2. Ủa, của 5 bác sao giờ còn 2 bác hả? Lên tiếng đàn nè. Rồi luôn, quên mất hồi nãy tai nạn nghề nghiệp, một vài bác đã ra đi rồi. Quên. Tam từ lúc đầu là 9 bác chứ, giờ còn có 2 bác thôi, không biết một xíu còn mấy bác nữa nè. Giờ tính mạng của bác chân làng cũng hên xui lắm, zombie nó úp sọt lúc nào thì xác định lúc đó thôi. Nói chung là mấy bác ấy sống tới đâu thì mừng tới đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng bảo vệ thôi chứ biết sao giờ. Mình cũng thuê người sát bảo vệ mà coi kìa, từ nãy tới giờ tức á, chẳng lẽ mình chơi mình bắn luôn người sắt của mình quá. Làm bằng kim cương tốn á, coi có 8 gói kim cương để có được 2 anh này mà không có làm việc gì trơn. Để một mình anh này nè, thấy anh này được nè, tuy làm bằng ngọc lục bảo thôi mà rất là chăm chỉ bảo vệ dân làng nè. Cộng 1 respect cho các anh này nha, còn 2 anh kia là trừ 1 respect lên á. Không thể chấp nhận được. Nhưng mà hình như dưới này có zombie hay sao á, mình thấy anh người sắt cứ nhìn xuống dưới mà. Bây giờ thay vì để cho zombie nó đi tìm mình đúng không, mình sẽ chủ động tìm nó luôn. Đợi mình xíu. À đây, nó có cái hang nè. Trời, nó đào nguyên của đường hầm luôn. Giỡn mặt hả? Chú giỡn mặt với tôi hả? Giỡn mặt hả? Lấy máy khoan, xúc nó luôn. Xúc nó. Còn con nào nữa? À đây còn con nữa nè. Ui nó đặt bơm. Ê, hà định nổ căn cứ hả nhớ. Sao mà đỡ được, mình đã xây bằng hắc diệm thạch rồi. Đó thấy chưa, các bạn coi kìa, nó đào cái đường hầm cực kỳ dài luôn. 11 chắc dưới căn cứ của mình chắc toàn là đường hầm của zombie đào không á. Thôi đừng có đi vô trong đó nha, zombie nó mình lần mò ra được là bác tới số đấy. Núp đi. Còn hai anh đó, để mình bắn cái cho tỉnh coi. À, chia ra mày chọn cái chết. Ui, đó. Mình chọc cái là bắt đầu heo, định quýnh mình. Trời ơi, mình tính ra mình tạo ra hai anh đó luôn mà hai anh đó định quýnh mình luôn kìa. Ui. Thôi, bỏ, bớt giận. Người ta chỉ muốn hai anh tập trung làm việc thôi. Ngon. Nuôi ông tay áo thiệt chứ. Giờ mà thử trèo lên đây quýnh mình đi. Mình bắn luôn á, mình có súng á. Anh có chừng tôi nha, anh có chừng tôi đó, bắn cảnh cáo đó. Ôi trời, bé cua chạy đi bé cua ơi. Một hồi ảnh lên anh xúc hai đứa mình luôn á. Tính nóng rồi chứ, mình mặc giáp xịn vậy nè mà xúc mình lần ấy, giật hai trái tim à. Mạnh thì mạnh thiệt đó, nhưng mà không chịu bảo vệ dân làng, lo làm gì đâu không à. Bó tay người sắt luôn, người sắt kim cương luôn. Mà mặc giáp này đi nó cứ chậm làm sao, khó chịu thiệt á. Cởi ra thì đã yếu quá, với lại mặt giáp này nhìn ngầu lắm. Mình thấy đây là bộ giáp ngầu nhất từ đầu tới giờ mình chế tạo luôn á. Kiểu nó khá là đơn giản á, nhưng mà nhìn kiểu mình giống như một cái chiến binh chống lại zombie thật sự á. Cảm giác thích cực. Giờ chắc mình không cần di chuyển nhiều đâu, đứng yên chỗ thôi. Con nào lại gần là mình cho nó một viên này. Một viên gốc ghét có đầu đạn hạt nhân ha, là đủ để xử lý nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ có một cái bài thử nghiệm ha, là để coi bao nhiêu viên đạn rocket hạt nhân thì sẽ tới cái tầng bedrock ha. Thử nào. Viên đầu tiên trước. Ui. Oh my god. Mình đứng xa như vậy mà. Mất coi. Hồi nãy là mình thấy nó giật cỡ 8 trái tim á. Ui. Sức công phá gọi là quỷ diệt thiệt. 8 trái tim ở vòng gì mà mình đứng xa như vậy rồi đó. Hên là mình nhiều trái tim á, không thì toang rồi. Tiếp tục. 2 viên.
Wow, có vẻ là nó khá là khó để mình tấn công xuống dưới ha. Thôi chắc mình đem vật tổ thường sinh vô cho chắc. Có gì cũng cứu được mạng mình được chứ không thôi là toan á. 3 viên nè. Quay. 3 viên vẫn chưa tới đâu hết. Thử viên thứ tư coi. Bắn thẳng xuống dưới luôn. 4 viên. Ui khói nhiều quá. À dưới đây nó có nước nên bắn nó không có nổ, mất block được. Mà chỉ mới 4 viên thôi các bạn cũng thấy rồi đây. Nó tạo ra cái hố to đùng luôn. What the hell. Khủng khiếp thật. Nhưng mà phải kiếm chỗ nào không có nước cơ. Chỗ này có nước bắn nó không có bể hết nè. Cay ghê. Ủa. À tính ra đây là chỗ công trình băng luôn á. Thôi công trình này thì không có con boss rồi. Nếu mà có boss thì nãy giờ nó hiện thanh máu lên ha. Tiếp tục. Nãy giờ là 5 viên rồi đúng không? 5 viên là chưa tới tầng bedrock nha. Đó. Ui lắc luôn rồi. Ui sao dưới đen thui vậy? Ê. What? Cái gì? Ủa tới bedrock rồi hả? À như vậy thì chỉ cần có 5-6 viên thôi là mình tới tầng bedrock rồi nè. Hiện tại thì mình đang đi dưới cái lớp bedrock nè. Ủa cái này mà không khéo mình rớt xuống đây chắc mình quyên sinh luôn á. Ghê quá. Bay lên. Ui. Chỉ với 5-6 viên thôi là tới tầng thấp ịn ở dưới rồi kìa. Ở đây có quặng gì vậy? Tazanite. Coi thử coi. Quặng này quặng gì nhìn lạ vậy? Ui, rớt dưới luôn à. Đặt thử ấy. Nhìn lạ quá. À, cái này thì mình có thể làm được những cái món đồ giúp mình có thể tìm được những cái biome ha. Hú hồn tưởng đâu một loại quặng mới để làm giáp xịn chứ. Bây giờ cứ gặp loại quặng nào là cứ quy ra là làm được giáp xịn hay không à. Và các bạn có thắc mắc là liệu rằng với cái lớp tường bằng hắc diêm thạch thì lụ cái gì ta? Cái súng gốc két có đầu đạn hạt nhân có phá hủy được hay không? Giờ thì cùng thử luôn nha, để mình có gì mình còn thử với cái căn cứ của mình nữa. À, hiểu luôn. Như vậy thì hắc diêm thạch có thể ngăn chặn được cái sự phá hủy của cái đầu đạn hạt nhân. Ê, mới mốt mình mà làm cái căn cứ của mình full bằng hắc diêm thạch thì cái đầu đạn này mình có thể bắn ở trong nhà mình luôn á. Được á nha. Hợp lý. Vì mua mốt đáng đi thử á nha. Ôi nhưng mà ví dụ mình bắn cái đồ một phát còn có nào bắn nó phá hủy hết những cái vũ khí đồ đạc của mình luôn không? Ôi như vậy thì cũng không được. Không nên. Như vậy thì lỗ quá. Này thì định đánh bom nhà mình hả? Không có tha con nào đâu. Ổn rài là mình hơi hiền á. Mình toàn là ở dưới căn cứ mình thủ thủ thôi. Bây giờ mình đứng ở trên mình thủ nè. Con nào bước ra khô máu luôn á. Nay có giáp xịn rồi đó. Không có giỡn đâu. Rồi. Và các bạn nghĩ xem, nếu như mình nâng cấp full cái căn cứ của mình bằng hắc diêm thạch trong thời gian sắp tới thì liệu rằng zombie nó còn có cách nào đột nhập vô nhà mình hay không? Câu hỏi đó sẽ được trả lời vào những cái ngày sinh tồn kế tiếp ha. Thì hôm nay thì mình thấy cũng khá là ok đó. Tại vì căn cứ của mình đã được thay thế dần dần bằng hắc diêm thạch rồi. Tuy nó không còn vẻ đẹp như lúc ban đầu nữa, nhưng mà đánh đổi lại thì căn cứ của mình sẽ rất là kiên cố ha. Ôi bé cua. Trời ơi bé cua có cái bẹp xuống dưới nguyên sinh rồi. Thiệt tình luôn. À, trong đây khá là an toàn luôn. Mấy bé dân làng thì... Ủa? Đâu rồi? Mấy bé dân làng? Ê! Ủa chẳng lẽ thất thủ rồi sao? Bác lên tiếng đi dân làng. No! Thất thủ rồi. Mặc dù có người sách bảo kê nhưng mà vẫn không sống nổi trước sự... ấp sọt của những con zombie.
không xong rồi, vậy là phải nâng cấp căn cứ lại. Ôi bây giờ nó còn đi từ trên nóc nhà xuống nữa. Trời đất ơi. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thể bảo vệ dân làng an toàn 100% á. Chứ cái này dân làng về nhà mình sống 1-2 bữa là bị zombie upshot đi đai à. Xu rồi na ghê. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp cùng với sự nâng cấp tiếp tục của cái căn cứ của mình á. Còn bây giờ thì bye bye.